Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc xe Mazda CX-5. Chiếc này của em là sản xuất năm 2018, phiên bản 2.0, màu đỏ, biển số Hà Nội, biển rất là đẹp luôn, 30F38835. Như mọi người đang nhìn thấy thì em đang cố tình mở cái nắp capo lên, khoang máy, khoang động cơ của chiếc xe để có thể quay cho mọi người xem chi tiết và cận cảnh hơn về máy của chiếc xe. Máy thì bên em nó cho vệ sinh qua rất là sạch và rất là đẹp rồi. Ở đây thì em sẽ quay cho anh chị xem ốc chân máy. Đó, ốc chân máy, cao su chân máy và máy phát cũng như là toàn bộ cái mặt máy. Đó, mọi người có thể nhìn các chi tiết luôn. Chiếc xe này của bên em đảm bảo về mặt chất lượng, không đâm va, không ngập nước và máy móc nguyên bản. Đó, cái xe đã qua sử dụng thì không thể tránh được cái việc sơn si, xước sát là chuyện bình thường. Nhưng xe của em thì đảm bảo nhé, về mặt chất lượng, không đâm, không ngập. Anh chị có thể mang xe vào hãng, test hãng, check hãng, check lịch sử thoải mái ạ. Xe của em chạy được 2 vạn km, lốp theo xe và lốp sơ cua thì chưa hạn. CX-5 là một trong số những dòng xe mà bán rất là chạy ở trên thị trường. Như mọi người thì anh chị cũng đã biết hết rồi, ai cũng biết thôi. CX-5 rất là nhiều trên thị trường. Từ những năm 2016, lật lại đây thì những chiếc xe đã được trang bị thêm phanh tay điện tử và rất là nhiều những option khác, thì chiếc CX-5 này là một trong số những chiếc SUV cỡ nhỏ được bán chạy nhất tại Việt Nam. Rất là vừa tiền cho một chiếc xe SUV cỡ nhỏ cho các bạn trẻ và các quý anh chị nào muốn sử dụng một chiếc xe vừa tầm tiền. Đấy, không cần phải bỏ ra quá là nhiều tiền cho một chiếc xe, cho một chiếc phương tiện đi lại. Nội thất của chiếc xe này thì còn rất là mới ạ. Mọi người đang nhìn thấy đấy. Lát nữa thì em sẽ nổ máy cho mọi người nghe. Ở đây thì có trần xe rất là sạch, mọi người có thể nhìn thấy đúng không ạ? Rất là sạch, cái này thì phải giữ được. Và gia đình phải không có trẻ nhỏ thì mới sạch được như này. Đó, phanh tay điện tử này, auto hold và chế độ lái sport. Đó, rất rất nhiều những cái tính năng khác nữa của chiếc xe. Về CX-5 thì một cái điểm mà gây ấn tượng nhất đối với người dùng đó chính là khả năng tiêu hao nhiên liệu. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó rất rất tiết kiệm. Động cơ 2.0 của chiếc này thì nó chỉ tiêu hao khoảng tầm 7 lít, 6 đến 7 lít, thậm chí là ít hơn. Nếu như anh chị đi đường cao tốc thì sẽ ít hơn cả 6 lít luôn. Em cứ lấy trung bình là 100 cây, chiếc xe này chạy khoảng 6,5 lít cho một chiếc xe 2.0 SUV SUV. Đó, thì chỉ khoảng 6 đến 7 lít thôi thì thật sự nó là vô cùng tiết kiệm. Nếu như anh chị sử dụng một chiếc xe khác ấy, thì chắc chắn là con số nó không phải là 5 hay 6 mà nó phải trên con số 10. Rất là nhiều dòng xe tiêu tốn khoảng trên 10 lít trên 100 km. Đó là cái điểm ấn tượng nhất của CX-5 đến với người dùng, là tiết kiệm nhiên liệu. Màu đỏ và màu trắng là một trong số những màu hot nhất của CX-5, nên là mọi người rất là thích và săn đón rất là nhiều chiếc xe này. Biển rất là đẹp đúng không ạ? Em càng nhìn cái biển này thì em càng thấy đẹp thôi. Nói chung là khoang động cơ và cốp phía sau đó, rất là giữ gìn, sạch sẽ. Ở đây thì có cả cái rèm. Rèm này để có thể đậy được đồ phía sau hơn. Đó, cốp điện rất là tiện lợi đúng không ạ? Có camera lùi theo xe bộ đôi. Bốn quả la răng thì không hề bị chém xước. Đó, ghế đấy ạ, còn mới. Anh chị nào thiện chí thì có thể bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng em nhé. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ạ. Anh chị qua có thể trao đổi trực tiếp để xem xe và cùng trải nghiệm về chiếc xe. Nếu không mua được xe thì anh chị có thể qua cửa hàng em làm một ly trà, hoặc là có thể qua bất kỳ những cái cửa hàng gần ở chỗ em để có thể mua được những chiếc xe khác. Không gì, không cứ là phải mua xe của em mới đến đây. Đấy, mời em rất là hoan nghênh các anh chị đến cửa hàng em để xem xe,
và không mua của em có thể đi sang cửa hàng khác bên cạnh mua xe cũng được, không vấn đề gì ạ. Rất là thoải mái. Đây là nắp tambo màu đỏ rất là tươi. Màu đỏ này là màu 46G nhá mọi người nhá. Đó, mã màu của nó là màu 46G. Sản xuất năm 2018, lốp 2018 luôn. Bây giờ xin phép cho em được báo giá cho chiếc xe này nhá mọi người nhá. Hiện tại thì chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2018 màu đỏ 46G, biển số Hà Nội, biển cực đẹp, 30F33835. Chạy được 2 vạn km. Chiếc này thì bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 815 triệu. 815 triệu cho một chiếc Mazda CX-5 2018 á. Và tất nhiên là giá thì có thể thương lượng với anh chị một chút nếu như anh chị thật sự thiện chí và có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe. Bên em thì vẫn hỗ trợ vay 70% giao xe toàn quốc cho anh chị ạ. Đây là mẫu mới so với 2016 nha mọi người nhé. Mặt ca lăng đã khác rồi. Ngoài ra nếu như anh chị muốn đổi các chiếc xe của mình đang sử dụng, lấy một chiếc xe 5 này hoặc bất kỳ dòng xe khác của bên em, thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình qua Zalo hoặc Facebook với tên là Song Thảo, thì mọi người sẽ cập nhật được những chiếc xe sắp tới sẽ về bên em hoặc là xem được hình ảnh trực tiếp của chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho em. Em là Song Thảo.